Dạ thì Kim Khiết xin kính chào bà con cô bác. Dạ bà con cô bác có nhận ra ai đây không ạ? Dạ Thảo Nguyên xin kính chào quý bà con cô bác ạ. Trời ơi, thì bất ngờ ghê luôn bà con cô bác. Thì đi ngang cái chị họ chỉ kêu vô đi em. Cái thì nó dạ không, chút nữa ghi hình xong thì mới vô. Quay, ủa ai giống chị Nguyên, Thảo Nguyên dữ vậy trời. Nhưng mà thì không tin được là chị luôn. Cái quay lại thì nhìn hồi vậy nè, chị nói nghệ sĩ Thảo Nguyên nè. Tại vì bữa nay chị nghĩ là nghệ sĩ đi trợ diễn đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, bữa nay chị đi theo trợ diễn cho thí sinh luôn bà con cô bác. Trời ơi, không... chị trợ diễn cho bé này là đứa thứ ba rồi, ba đứa kiếm thị hết. Thành ra là mình phải cố gắng diễn thì tụi nó diễn được thì mình hạnh phúc. Dạ. Trời ơi, dưới này bữa nay chị mặc bộ đồ rất là bình dân luôn. Lần trước là chị tới ngôi sao miệt vườn chị hát một lần. Đúng rồi. Dạ. Lúc đó là chị xa sân khấu 20 năm có rung nè. Lên sân khấu có quay trực tiếp lại bị khớp. Bữa em có cắt cái clip chị em up lên trên fanpage của em. Trời ơi, khán giả xem quá trời luôn, được xem cao ghê chị nghe. Nhưng mà có điều ở đó chị không. Nếu như mấy ngày hôm nay mà chị ca nữa là chắc xuất sắc cho bà con nghe đã nữa tay. Tại bữa chị khớp thiệt em. Khớp hả chị? Chỉ từ 2 giờ mà chị nhịn ăn cho tới tối chị mới diễn. Cái nó bị tuột đường. Chị bị bể bánh chè đó. Dạ. Là cái chân mà chị hát rất là hay. Bà con cô bác khen quá trời luôn. Rất nhiều người nhận ra chị nghe nói trời ơi. Ủa? Cái này là cô Thảo Nguyên ngày xưa phải không? Ngày xưa hát cái luôn hay mà lắm. Chị cũng hạnh phúc nha, hôm nay cái cơ duyên nào gặp em chứ chị thấy là quảng cáo em chứ nói về em nhiều lắm. Thiện nguyện nhiều lắm mà hôm nay hạnh phúc mới gặp được em đấy. Dạ. Ừ. Trời ơi, chị cũng làm em bất ngờ quá trời luôn. Em không... chị tưởng em là thí sinh đi vô ngã này thi. Dạ. Là em ngại em vô đây, chị nói ngồi đây đợi đi em để em cắt rồi mình vô. Ai dài là em cũng đi xem. Em ít lên đó ngồi lắm, em vô đây không? Vậy hả? Em vô đây em không dám thí sinh rồi. Cho mấy đứa em vô vậy chút xíu rồi cho mấy đứa lên tinh thần dữ lắm. Dạ. Em hay vô đây em phụ học vấn thí sinh rồi em cổ vũ tinh thần cho mọi người. Như nãy có con bé nào nó cũng nói là bên em rồi nó cũng có phỏng vấn chị. Dạ. Ừ, phỏng vấn vậy chị. Là chắc con bé tà trợ lý của em á. Ừ. Mấy đứa nó vô trước, em vô trễ. Cho nên nãy giờ em xuống căng tin em ngồi ăn xíu rồi mới vô. À. Chị ăn gì chưa? Chị ăn cơm rồi, chị vô hồi 7 giờ. Đặng đợi mấy đứa vô cho nó chạy đường dây. Chị vô từ 7 giờ tới giờ. Ừ, mình con bé này nó vô tới 10, gần 10 giờ nó mới vô. Ủa vậy là tiết mục thứ mấy là tới con bé? Thứ hai đó em hết tiết mục này mình ấy xong rồi tới chị. Chị về. Dạ, vậy lát nữa em ra em coi. Ủa chị vậy là suốt 20 năm đó là chị làm gì hả chị Thảo Nguyên? Chị sao chị không đi năm 41 tuổi là ông xã chị mất. Dạ. Rồi cái chị luôn bé cực lắm. Giờ nó ra trường rồi. Đại học rồi em, nó ra trường nó đi học rồi. Em biết mà hai mẹ con mà ở nhà trọ mà giờ làm cha giờ làm mẹ nuôi con ăn học đâu phải đơn giản đâu. Dạ. Mà ngày xưa chị Thảo nổi tiếng như vậy sao chị không đi hát tiếp mà chị phải đi ra ngoài hát? Thì em biết là lúc hát đó là nghệ sĩ lớn như Vũ Linh Quyền có tiền chứ đạo gì như tụi chị đâu có tiền. Rồi lúc đó Minh Tơ cũng đi xuống, tất cả đoàn cái lương đi xuống hết rồi nó đâm ra rồi bằng ông xã chị mất bị tai nạn giao thông mất rồi các chị mới nghỉ luôn. Thì cũng làm đủ làm ăn buôn bán rồi để nuôi con ăn học. Chỉ có hai mẹ con thôi. Con bây giờ cháu nó con gái giờ nó đi làm năm nay được 2 năm mà chị bị cái này là mười mấy tháng, năm nay nó đi làm nữa là 2 năm. Không sao em, giờ cũng đỡ rồi. Sợ chúng chị. Chỉ đi đứng là yếu thôi. Nó đi đứng phải nương chứ không nương thì lại còn khuôn nhóc mà làm sao mà bể nát cái bánh chè dữ vậy chị. Đi làm bảo vệ. Khổ lắm, đi làm bảo vệ. Chị bảo vệ luôn hả? Ừ, đi làm bảo vệ 12 tiếng. Một tháng được 7,5 triệu. Nói chung cũng bị ăn hiếp mà chị cũng giấu chị là nghệ sĩ lắm. Tại sợ có nhiều người ta thương mình hay không. Thấy người ta khi dễ nghệ sĩ đâm ra một mình mà tội nghiệp những người nghệ sĩ kia. Người ta chị giấu kín dữ lắm. Ai nói biết thì chị cũng nói là chắc người giống người thôi. Chị làm cái gì kia bữa đó là làm ở Võ Văn Vân á, rồi cái chuyển chị lên Long An làm. Chị mới đi mua gạo sẵn thì về để mà đi làm xa mà về hai mẹ con có ăn. Shipper nó đi nó vượt đèn đỏ nó đụng bể bánh chè luôn. Nhập viện từ 6 giờ mấy cho tới 3 giờ khuya mới 3 giờ 6 giờ mấy tối tới 3 giờ khuya mới là rời khỏi phòng mổ. Và chị nằm mười mấy tháng ở nhà. Con chị nó nuôi làm nuôi. Rồi đụng xe đó vậy cũng bị mất gạo. Nó khổ cái gì mà nó khổ khủng khiếp. Rồi cái xong rồi cái con chị nó lo là chị mới đỡ này là hôm Tết tới giờ chị đỡ. Dạ. Chị nói thôi giờ con làm lương cũng thấp quá để mẹ đi buôn bán gì nhẹ nhẹ đi rồi mẹ nuôi hai mẹ con phụ với con trả tiền trọ. Dạ.
chị thuê nhà trọ đường vô Lê Minh Xuân á, tại lên trển thì nó em biết sao tiền nhà trọ nó rẻ chứ ở đây nó mắc lắm, muốn không nổi. Nếu mà chị thuê gần dưới đây thì rẻ nè. Thì con chị làm quận tư xa, cháu nó là làm bên marketing á. Rồi cái chị mới ra chị bán bánh mì, cái tình cờ cái cơ duyên gặp ngân nó ghé nó thăm chị lại, nó ghé thăm chị rồi cái nó nói Khương, chị không nói với Khương rồi Khương nó mới mời chị vô hát hôm thứ bảy, rồi bắt đầu mới là mời chị đóng vai này với kia trợ diễn. Chị cũng nhận lời liền, chị nói thôi kệ, trợ diễn là thí sinh mà kiếm thị thì mình cũng mừng, mấy đứa nó vui là mình vui thôi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, vui ở chỗ là vô đây nó giống như gia đình vậy, vui vẻ mà tụi nó rất là lễ phép, mà từ con Ngân rồi con Kiều đi, mấy đứa nó rất là lễ phép mà luôn, cả mấy em thí sinh cũng ngoan dễ thương, rất là hiền, thành ra mà mình không có bị mặc cảm gì hết. Chứ còn mình đi các nơi đoàn khi mình cũng có cái nhiều mặc cảm, thành ra vô đây cái mặc cảm của mình bị đánh tan luôn, mình coi như giống như gia đình vui vẻ. Chị cũng không quan trọng hơn, kệ, mấy bữa nay là chị nghỉ nay trên nửa tháng, cũng nửa tháng. Giờ chị bán gì chị? Chị bán bánh mì, ngày chị bán có nhiêu 20-25 ổ à, đâu có lợi nhiêu. Chị bán ở quận xa lắm em, ở chung cư, chung gọi là kia chung cư tái định cư của Bình Tân. Bình Tân, vậy là từ dưới đó chị lên đây bao xa? Chỗ chị chạy lên đây thì hơn nửa tiếng. Hơn nửa tiếng, rồi chị đi bằng gì? Chị đi Honda. Chị tự chạy xe đi hả? Tự chạy. Ôi đi. Ôi trời ơi, cái chân chị không dám chở thôi, chứ mà đi một mình thì đi được. Sao cực dữ vậy ta, nghệ sĩ mà sao cực dữ vậy trời. Chị là dạng khổ luôn chứ cực vậy. Dưới cái giọng hát như của chị mà em thấy thời buổi này thì có nhiều cái để làm lắm mà sao chị phải cực vậy ha. Bây giờ nói chung hồi xưa kiểu giống như mình phòng trà cũng có mời mà mình đâu có quen đâu em. Lúc đó chị vô chị hát em biết cho nhiêu, cho chị có 50.000. Chị đâu có đủ xăng nổi. Mà mình khổ quá, con mình đang chuẩn bị vô đại học mà không có tiền. Con chị bị đuổi ra ngoài chứ bộ, không có đóng tiền mình học được đó. Cái đuổi ra ngoài không cho thi, đứng quanh ngoài đường. Bạn nó điện cho chị. Ôi ôi em ơi, chị chạy riết đi mượn tiền người này nhờ anh không cho. Đóng mấy chục triệu rồi mới cho vô thi. Học hấp lít đó. Học chuyên ngành gì chị? Hả? Học trường hấp lít đó em, hấp lít ở Siêu Vận Hành. Dạ, sao cắt rồi đó em. Hôm nay rất là vui khi mà chương trình nó sang được trường được sự quan tâm của các tới tiếp mục chị. Tới tiếp mục của chị rồi. Lấy được xứ này cũng khóc rồi, đừng có khóc ra ngoài khóc. Để chuẩn bị. Dạ, tí xíu chị em mình nói chuyện tiếp. Rồi, chị cảm ơn nha. Gì con? Cô kỳ quá, gửi chuyện đi, ta không. Má kỳ quá, mất cô mới làm gì, mất cô được không? Đang kể lúc mà em con đi thi không có tiền đóng tiền học, nó không cho con vô vô lớp đi. Vậy nữa đã gặp chị hay tới rồi. Chị hay dễ cảm động mà gặp cô kể chuyện. Ngồi đi em kể, giờ tới em kể. Thôi đi ra coi cô diễn tí nữa rồi à. Dạ, giờ thì ra coi cô diễn tí nữa rồi mình sẽ quay lại thì nói chuyện với cô tiếp ạ. À. Dạ, chào bà con cô bác. Chị Nguyên luôn chạy đáo mượn tiền để đóng tiền học cho em. Chuẩn bị ra trường. Xây chỗ này mượn, xây chỗ kia rất là khó khăn. Khi mượn tiền được có người anh cũng kể tình hình cháu nó đang ở trường không có được vô lớp thi, anh mới hỗ trợ dùng số tiền nên đóng để cho em vô thi. Vô thi được thì nói chung cũng mừng là nó thi nó bị rất ngon, học rất giỏi, tại vì mẹ khổ quá. Rồi nó mới ra trường mừng ở cái chỗ là em mới rất ngon, có thi ra tốt. Rồi chưa được bao lâu là cô bị shipper tông bể bánh chè, nằm cũng cả mười mấy tháng trong nhà. Thì em đi làm vừa nuôi mẹ, tắm rửa cho mẹ, tại vì cô ngồi không được, cô đứng không được, tại vì bể bánh chè. Dạ. Tắm rửa gội đầu tất cả thay quần áo rồi nó một tay nó lo, vừa xong là nó bị người ta dành cái chỗ làm nữa, dành cho chỗ làm. Em nó phải kiếm việc làm cũng khác để mà kiếm có đồng tiền để nuôi mẹ mưu sinh. Thứ nhất là hai mẹ con ở nhà trọ ở rất là xa, đường vô Lê Minh Xuân. Bây giờ em mới làm tạm cũng được 2 năm rồi, giờ nó chưa chuyển trạc, bây giờ nó xin được cái chỗ mới nữa là cái chỗ marketing đúng ngành nghề đi làm. Thì cái cơ duyên là cũng gặp lại Ngân mới đưa con tới Khương Dừa, mới gặp Khương Dừa mới đứng lại trên sân khấu này. Tôi cũng là cái cơ duyên nghiệp tổ dẫn dắt, rồi gặp thêm bạn của cô, bản thân nhất của cô là Ngọc Quyền. Dạ. Đi chung đoàn anh Châu Thanh, anh Minh Nhí,
tỉnh Châu Thanh ngày xưa là đi hai anh em đi cùng đoàn 284. Hai anh em đi có một thời gian hoạt động rất là vui, mà ảnh là thương em Út lắm. Rồi em Út mà thiếu son, thiếu phấn, thiếu gì là ảnh hỗ trợ, kêu lính tài trợ mấy đứa em ảnh đi mua đồ cho cô. Lúc đó cô hát cho cậu Năm Thanh Tầng, chú Diệp Lan, cô Thu Nguyệt, anh Trần Kim Lợi. Ví dụ anh em tập trường mới mà không có tiền mua quần mua áo là anh cho Thanh ảnh xin, ảnh đi xin Mạnh Thường Quân cho cô. Yeah. Để quay trên sân khấu hát trên 284. Rồi giờ gặp lại, mới đây gặp lại mừng mà không sao mà diễn tả được, cũng không biết nước mắt nào mà diễn tả được cái niềm vui của mình gặp lại anh em ở trong đoàn ngày xưa. Tại vì cô rời sân khấu lại, mình muốn nói ra là rời sân khấu cũng hai mấy ba chục năm, rời sân khấu rất lâu rồi. Yeah. Lúc ông xã cô mất là cô 41 tuổi, ở vậy cô con gái cho tới nay là 58 tuổi. Đời sân khấu luôn rồi 27 năm. Dạ. Lúc có nhà cô khổ lắm, mẹ cô bán bún ở Huế, nhà cô vô mất trộn, không có chỗ ngủ luôn. Bà mẹ Quyền mới cho tiền sửa nhà lại ngủ. Cô đi hát vậy là cô muốn ngồi cái chỗ nào mà không có vợ thì mấy đứa em để cho ngồi ngủ, còn chỗ nào vợ thì tụi nó ngủ, chạy ra ngoài kia hàng bạn ngủ. Cái đó là phải nghĩ tới là thật sự là xé lòng dữ lắm. Dạ. Mấy đứa nó dưới bánh kè nó phụ cô, với lại mẹ cô bán bún bò Huế. Cô thì đi, vừa đi hát của cô bên đầu bên tơ cô hát đầu gì nè, mà cô vừa hát vừa bưng bún bò Huế đi bán cho mẹ. Lúc đầu quay, lần đầu tiên quay cái Lưu Sơn Bá Chúc Anh Đài đang ngồi bán bún bò Huế, trên đoàn phim chạy xuống, chị Thảo, chị Thảo Nguyên về tắm rửa thay đồ đi quay liền. Lúc đó quay Lưu Sơn Bá Chúc Anh Đài là cậu Năm, lần đầu tiên cậu Năm Thanh Tòng đôi mi đóng dài. Đợt là bỏ nguyên một cái hàng bún bò Huế vô tắm rửa chạy lên phòng quay Đài Cần Thơ. Nhiều ấn tượng nhớ, phải mà lên sân khấu là nhớ nghề, nhớ lại những kỷ niệm anh em trong đoàn. Dạ. Yeah. Để mà lo cho em nó vô đại học và đóng tiền không đi làm lại để trả cho người ta, trả dần á. Dạ. Thì cô đi làm bảo vệ, thì đi làm nói chung là ta cũng hay hiếp dữ lắm. Thì bữa đó là cô làm ở từ ở đường Võ Văn Dân mà ta tuyển lên, đưa cô lên cái Long An làm bên nhà máy của công ty tập đoàn Đại Phát Đa Pha, đưa lên Long An làm. Thì chiều nay thì cô mới xin về sớm để cô mua gạo, mua đồ ăn sẵn kho. Lần thứ hai đi lên Long An làm, tại từ với Lê Minh Xuân mà lên Long An chỗ làm rất là xa, thì đi mua gạo về đó, bị tông mà còn bị mất gạo nữa chứ, mua 5 kg gạo với mua đồ ăn nó tông bể bánh chè luôn. Nó thấy đứng không được, đỡ xe vô rớt mình hộp gạo mất. Còn đồ ăn là nhờ không mất là do mình treo trên xe không mất. Rồi con gái đi làm từ quận Tư chạy về đường dọn lên Minh Xuân, mới đưa vô bệnh viện từ 6 giờ mấy tối cho tới 3 giờ sáng mới ra khỏi phòng mổ. Là lúc đó tháng 3 năm ngoái là cho tới giờ. Dạ. Giờ là chân mình cũng đỡ ổn rồi hơn rồi hả cô ha? Ổn, con đi đứng thì rất là yếu. Tại vì từ hồi cô, thứ nhất là cô đi chụp X quang rồi lại thì cái xương nó chưa ăn liền lại. Dạ. Là do mình, bác sĩ nó do mình lớn tuổi chứ nó chậm chạp. Đó, nó chậm chạp rồi uống thuốc rồi cô mới mặc chứ hồi cái viện cũng ốm lắm. Dạ. Thì một ngày tiền thuốc như vậy là 45 ngàn, cô đâu có tiền uống nổi. Cô một ngày 45 là cô mới mua thuốc nam. Cứ là 5 bịch là hồi xưa là 60, mới đây nó lên 10 ngàn, nó 70, 50 gói. Ngày nào cô cũng uống hai gói. Thứ nhất là nó không có bị tê tay, không có đau lưng, chân cẳng cô không nhức, đi tới thì lui nó êm. Rồi nó cô uống cái thuốc đó cũng đỡ. Chứ ngày mà so như cô 45 ngàn uống không nổi con. Bệnh nó không có tiền đâu mà uống. Nhưng mà cái thuốc đó là mình sẽ uống khi nào nó hết thì thôi đúng không con? Ừ, thì nào mình đau nhất thì mình uống, còn không đau nhất thì thôi. Uống thuốc đó là ăn được, ngủ được. Cái phần cô lớn tuổi ngủ, ăn ngủ nó cũng khó khăn, thì uống cái thuốc này vô nói chung là nó ngủ mình giật mình dậy, mình đi tiểu vệ sinh hay gì mình vô mình ngủ lại vẫn được. Nó không có làm cho mình bị mất ngủ. Đó là như thế. Chứ cô bán bánh mì có 12 ngàn ổ đâu uống nổi thuốc ngày 45 ngàn. Vậy là bây giờ cô bán bánh mì. Ừ. Còn cái bún bò Huế đó là giờ mình còn bán không cô? Không cô,
bây giờ cô bị cái chân cô nặng nó không có giúp, phần mình cũng không có tiền để mình mở ra một cái tiệm hay là một cái chỗ ngồi để mình mua cái chỗ ngồi mình phải thuê tiền đâu, tiền cọc người ta, tiền sắm sổ ngồi niêu tô chén thì đâu, tiền đâu có đóng. Nhiều khi hai mẹ con còn đủ đóng tiền nhà trọ ở nữa. Nhưng mà cô đi làm bảo vệ khoảng thời gian đó là cô làm được bao lâu cô? Cô làm được khoảng mấy tháng là cô bị xe tông. Khi nào ví dụ như cô đi bán và cô đi ngoài đường hay cô đi làm á, có ai mà vô tình có nhận ra nghệ sĩ Thảo Nguyên không? Nhận ra cô cũng không phải người giống người, tại vì cô mặc cảm, cô mặc rất mặc cảm, thứ nhất là người nào nữa mình sợ người ta nói, người ta có những lời nói không có tốt về cái nghề nghiệp của mình, thành ra là cô giấu. Tại vì người ngoài giờ có nhiều người giờ có khi dễ nghệ sĩ lớn tuổi lắm, có khi dễ nghệ sĩ mình, ví dụ như mình không có tiền mình buôn bán hay mình đi làm việc cho người ta khi dễ lắm, thành ra là cô giấu, cô không dám nói. Nói thì không có tốt đẹp gì, nhưng mà nhiều khi người ta tốt với mình, nhưng mà người ta có cái suy nghĩ không tốt về nghệ sĩ mình, thành ra là cô giấu, cô không dám nói gì cho. Cái là tổ nghiệp bù lại cho mình, cái giọng ca còn tốt lắm, giọng ca tổ nghiệp còn cho mình là mình còn đi hát kiếm tiền được, ví dụ đi show đi phục vụ rồi mình ca đó cũng còn khán giả còn thương. Về phương Nam lắng nghe cung đàn, hồn thức dòng dưới trăng mơ màng, rồi theo sông cửu long nhớ nhung dân tràng, chợt thương con sao bay xa bầy, sương khói buồn để lại lòng ai, còn sao sang sông sao đã xô lòng, bay về Bạc Liêu con sao bay theo hương đời, bay về Trà Vinh con sao bay, bay qua đời tôi. Hay quá cô ơi, dạ con cảm ơn cô nhiều. Dạ nhận thôi, con xin phép chào cô. Dạ cô chào con, chào khán giả. Dạ dạ con chào cô. Dạ dạ cô là lần đầu tiên cô tới nhà sĩ Thanh Sơn, rồi hôm nay mới là thực sự là cũng cả chục năm rồi cô mới lên lại sân khấu này cô á, chục năm rồi mới quay trở lại, trên chục năm á, trời ơi, vậy là vinh hạnh quá trời luôn. Ở ngay Phương vừa kêu mời lên đây nữa, nói chung là hạnh phúc lắm, nhưng mà mình cũng hồi hộp không biết có đem còn lại những cái lời ca tiếng hát như ngày xưa để gửi cho bà con hay không. Dạ bà con chắc chắn là luôn luôn con mà. Vậy là cả 10 năm rồi mình quay trở lại đó cô. Trong 10 năm đó con, trong 10 năm đó mình có biểu diễn ở đâu hay gì không? Biểu diễn thì nói chung là biểu diễn trong những ngày lễ ở Lâm Hải rồi đó. Rồi mình hát tuồng thôi. Cái bà Thâu Lê Bét trước, còn này là mình hát trực tiếp luôn, thành ra là có những cái nó khác hơn. Vậy là mình chuyên biểu diễn tuồng để luôn. Chuyên, đúng rồi, cô chuyên chuyên diễn tuồng cổ. Thì mình Thâu Lê Bét trước mình diễn không có ngại. Còn bây giờ là mình hát trực tiếp mà vừa hát vừa biểu diễn luôn rồi, rất là khó. Hôm nay nói chung là cũng có nhiều cái đặc biệt. Đó là vừa hạnh phúc mà vừa hồi hộp. Nhưng mà ở đây với bà con cô bác dễ thương lắm cô, nói chung là ta có việc vừa mới bà con rất là dễ thương luôn, cho nên con nghĩ là con cô bác chắc chắn thì hy vọng là bà con cô bác thương mình là hạnh phúc lắm, tổ nghiệp con thương mình. Vậy là hôm nay mình nhận cái bài cho cô. Cô có lẽ là 3 bài, dự trù là 4 bài nhưng mà cô sẽ ca 3 bài. Tiết mục mình là chắc là chế ra chế gì hay cô? Cô không biết nữa. Chắc là giữa giữa. Giữa giữa. Dạ. Mà mình đi con tới giữa. Để tập cái dàn đời đó, nó không có bị, nó không có sợ sãi.
lên thì nó không có sức khỏe. Mẹ kêu tới sớm đó là con cô bác đem nhạc kêu lúc này là cô đã tới rồi. Ủa vậy là rồi cô đi ăn cô mới quay lại đó cô. Không, cô về nhà, cô về nhà cô nghỉ ngơi rồi cái cô làm mặt ở nhà mới đến. Dạ, cô ở gần đây đó cô. Cô ở xa. Dạ. Dạ. Vậy mà cô chạy về rồi cô quành trở lại. À, cô nhờ nghệ sĩ Hải Châu dạ. Dạ. Đi trở về. Để cô mấy Hải Châu dẫn cô vô. Không cô muốn là hai cô cháu đi ra ngoài ăn đi ăn. Cứ ăn hai cô cháu chưa ăn uống gì trời ơi. Được hồi sức đâu hết. Hồi học không ăn học không học thấy đói luôn nữa. À, dễ thương quá bà con cô bác. Trời ơi. À, bởi vậy nhiều nghệ sĩ nói chung là cũng rất là muốn được cống hiến cho cũng cảm thấy rất là hồi hộp. Nhiều khi đang mà trong chờ nghệ sĩ mình được nghệ sĩ mình cũng ngồi đời như thế này. Dạ. Mình phải hay làm cái giống gì nè để giới thiệu ra nghệ sĩ để ở trên sân khấu để bà con cô bác thấy. Dạ. Để cho các nhà cái lương mình không có được cái lương của mình bây giờ cũng không có được người để mà giữ tới bây giờ thì cái gì nó cũng từ từ lấy lên đó nó làm lục chắc không có lấy cô cháu một mình đi cô hát hát ngang cô không có hát một mình Hải Châu nó hát cái lương cũng tốt lắm. Là cô có biết Hải Châu không? Cô biết Hải Châu mới biết đây. Dạ. À, cô biết Hải Châu là qua Ngân. Dạ Ngân nó giới thiệu. À vậy con tưởng là cô biết trước rồi là Hải Châu nó cũng cái lương. Vậy cô mà nghĩ xíu con nói chuyện với chú Giang thấy là là con dạ. Khi xem video nếu cảm thấy yêu thích bà con cô bác vui lòng đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Các bước đăng ký rất đơn giản như sau. Đầu tiên bấm vào biểu tượng kênh có hình thì kim khiết đang đội nón lá. Khi thấy có bảng đăng ký hiện lên vui lòng bấm vào chữ đăng ký. Khi hiện lên đã đăng ký là xong. Tiếp theo đó sẽ bấm vào biểu tượng hình trái chuông. Bước cuối cùng bấm vào chữ tất cả. Như vậy là đã xong. Cảm ơn bà con cô bác đã quan tâm và ủng hộ kênh Thì Kim Khiết. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.